chuyên đề du lịch qua radio. Ban biên tập chuyên đề du lịch qua radio xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên đề này được phát sóng trong khung giờ từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Trong chuyên đề hôm nay sẽ có những thông tin du lịch đáng chú ý sau đây. Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước áp lực của làn sóng quỹ tour yêu cầu hoàn tiền cọc do ảnh hưởng dịch Covid-19 quay trở lại. Du lịch trong nước sẽ giới thiệu một số điểm du lịch miền Tây mùa nước nổi. Du lịch nước ngoài, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đất nước Hy Lạp, là một trong những quốc gia có nền văn minh rực rỡ thời cổ đại. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cung cấp cho Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được quy động làm cơ sở cách ly dân sự chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 2.669 đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố gần sân bay quốc tế ra soát, cập nhật danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo hình thức có trả phí. Tính đến ngày 6 tháng 8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận được báo cáo của 25 tỉnh thành phố với 173 cơ sở lưu trú, 11.733 buồng phòng. 17.406 giường được quy động phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin từ văn phòng điều phối du lịch Mê Công, hội nghị trực tuyến điểm đến Mê Công lần thứ nhất với chủ đề Phục hồi du lịch cân bằng vì một tương lai tốt đẹp hơn sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động du lịch trong khu vực và trên toàn cầu, đặt ra yêu cầu về phục hồi du lịch một cách cân bằng hơn trong tình hình mới. Thông qua các ý kiến tham luận của các chuyên gia nhà quản lý, hội nghị trực tuyến sẽ cung cấp đến các đại biểu tham dự những thông tin hữu ích về kinh nghiệm, hướng dẫn hành động cụ thể cho quá trình hồi phục du lịch, cập nhật thông tin thị trường, hành vi khách du lịch sau dịch COVID-19, hướng dẫn ứng phó với biến đổi khí hậu ô nhiễm rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên quan giả, phát triển du lịch có trách nhiệm, thảo luận về định hướng phát triển du lịch trong tương lai. Hội nghị trực tuyến điểm đến Mekong sẽ không chỉ có những đại biểu trong ngành du lịch ở khu vực tiểu dụng Mekong mở rộng, mà sẽ có sự tham dự của những chuyên gia du lịch ở cả khu vực công và tư trên khắp thế giới. Hơn 300 du khách thành phố Hồ Chí Minh bị mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng trong hơn 2 tuần qua do dịch bệnh COVID-19 vừa được trở về thành phố. Trước khi trở về, tất cả đều đã được xét nghiệm tầm soát COVID-19 nhanh và cho kết quả âm tính. Nhằm ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh, các chuyến bay chở người từ Đà Nẵng về thành phố đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt từ mặt đất đến trên không. Phi hành đoàn, hành khách đều được trang bị bảo hộ y tế toàn thân và đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Các tiêu chuẩn dịch vụ được đơn giản quá để hạn chế tiếp xúc nhiều lần. Sau khi hạ cánh, tàu bay được đơn vị y tế phun khử trùng toàn bộ khoang hành khách, buồng lái bằng hóa chất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ngày 14 tháng 8 có thêm hai chuyến bay nữa chở 325 người từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được cập cảng sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục cách ly theo dõi. Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định 2220 về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020 đến khi có thông báo mới, phạm chí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, các hoạt động tạm dừng gồm dần chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh từ Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo. Thưa quý vị, khi mà dịch Covid-19 khiến chúng ta phải hủy bỏ những chuyến du lịch nước ngoài, một mô hình mới đang lên ngôi đó là du lịch thực tế ảo. First Airline, một công ty giải trí đang đi đầu trong phát triển lĩnh vực này tại Nhật Bản cho biết một chuyến du lịch ảo vẫn sẽ mang đến những trải nghiệm chân thực nhất. Du khách sẽ được tiếp đón trong cabin hạng nhất tái tạo từ một mô hình cabin máy bay. Tại đây họ có thể được phục vụ ăn và thức uống. Cửa sổ bên cạnh sẽ chiếu hình ảnh những đám mây đang bay qua. Với chiếc kính thực tế ảo, du khách sẽ được đặt chân tới mọi nơi mà họ muốn, tìm hiểu về các thành phố văn hóa trên thế giới như Rome, Paris, Hawaii. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản, lượng đặt chỗ cho các chuyến du lịch ảo đã tăng khoảng 50%. Tất cả khách hàng mua vé và bay cùng hãng hàng không thế hệ mới trên hơn 50 đường bay phủ khắp Việt Nam trong thời gian từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020 sẽ nhận được món quà đặc biệt là gói 15 ký hành lý ký gửi cùng 7 ký hành lý sách tay hoàn toàn miễn phí, trải nghiệm tàu bay mới, ghế da im ái, tiếp viên thân thiện cùng rất nhiều hoạt động đặc sắc trên độ cao 10.000m. Chương trình là bước đột phá của Vietjet với mô hình hàng không thế hệ mới, mang tới trải nghiệm bay an toàn tiết kiệm thân thiện với môi trường và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt vé trước 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến trên các kênh bán chính thức của Vietjet tại website www.vietjetair.com, trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com, Vietjet Việt Nam, phòng vé và các đại lý chính thức. Tiên phong thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19. Vietjet đặt an toàn của hành khách là ưu tiên cao nhất, thực hiện các chuyến bay an toàn, trở lại với cuộc sống bình thường khôi phục hoạt động kinh tế tại các địa phương mà hãng có đường bay tới. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 tháng 8 hàng năm là mùa du lịch, năm nay lượng khách đặt tour tăng cao vào tháng hai này, càng có ý nghĩa hơn khi hoạt động du lịch của những tháng trước đó gần như là đóng băng do Covid-19. Nhưng khi du lịch trong nước vừa sôi động trở lại chưa được bao lâu thì dịch Covid-19 quay trở lại, do vậy hoạt động du lịch lại tiếp tục đình trệ. Chưa bao giờ tỷ lệ khách quỷ tour tăng cao như khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Không chỉ riêng tại Đà Nẵng, mà theo hiệu ứng dây chuyền, toàn ngành du lịch đang đứng trước áp lực của làn sóng quỷ tour yêu cầu hoàn tiền cọc. Từ đầu tháng 8 đến nay, công ty lữ hành Accent Travel đã phải dàn xếp trả lại tiền cọc cho rất nhiều khách quỷ tour. Ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam, tỷ lệ khách quỷ tour đến 100% thì nhiều chương trình đến Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt hay Phan Thiết cũng bị quỷ, theo hiệu ứng dây chuyền với tỷ lệ quỷ tour từ 70 đến 80%. Các doanh nghiệp du lịch trong nước đang phải căng mình giải bài toán hoàn kinh phí cho khách quỹ tour. Ước tính chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 31.000 khách quỷ tour. Chị Mai Lan, giám đốc công ty lữ hành Accent Travel nói một là mình vẫn phải chiều lòng khách hàng bằng cách rằng là chúng ta vẫn phải hoàn lại tiền cho khách nhưng mà trong khi đó thì chúng tôi lại không lấy lại được cái tiền đặt cọc ngay tại thời điểm này đối với từ các cái đối tác của mình thì đây là một cái khó khăn mà chúng tôi bị tổn động vốn rất là nhiều ông Trần Đoàn ông Trần Đoàn Thúy Di Quyền tổng giám đốc công ty du lịch Việt Tre vô nói. À, trước mắt là chúng tôi chờ đợi cái những cái tình hình diễn biến của dịch bệnh như thế nào thì sẽ có những cái kịch bản tương ứng uh, trên cơ sở là đảm bảo được an toàn cao nhất cho khách hàng. Bên cạnh nỗ lực giải quyết các trường hợp quỹ tour của khách, nhiều biện pháp phòng chống dịch ở các đơn vị kinh doanh, các địa phương được ngành du lịch triển khai nghiêm túc. Các khu du lịch, di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh được yêu cầu phải trang bị các sản phẩm phòng chống dịch cho du khách như khẩu trang, nước rửa tay, đo thân nhiệt trước khi khởi hành. Các đơn vị lữ hành đã có cách làm linh hoạt như chia các tour thành nhóm nhỏ, không tổ chức các tour quá 20 người. Cùng lúc nhận được yêu cầu quỹ tour lớn như vậy, nhưng các khách hàng được hoàn tiền là rất ít. Một tour du lịch gồm phí đi lại, ăn ở và tham quan với sự tham gia của nhiều bên là vận tải, lữ hành, khách sạn. Chỉ cần một bên chưa thực hiện việc hoàn tiền thì yêu cầu của khách hàng chưa thể đáp ứng những gì đang diễn ra hiện nay tại các đơn vị du lịch là các thủ tục giải quyết quyền lợi cho khách quỹ tour đang mạnh ai nấy làm chưa có một chính sách thống nhất tạo thuận lợi cho bên bán và bên mua dịch vụ phương án được các đơn vị ưu tiên là thuyết phục khách quản đổi thời gian thụ hưởng dịch vụ từ nay đến cuối năm tuy nhiên điều khách hàng băn khoăn là liệu rằng đến cuối năm dịch bệnh đã hết để họ có thể đi du lịch mặt khác các tour du lịch hè thường đi đông thành viên khi trẻ được nghỉ hè. Thời điểm cuối năm vẫn đang trong năm học. Các gia đình không sắp xếp được thời gian thì phía lữ hành sẽ giải quyết như thế nào? Anh Phạm Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Blue Group cho biết. Rất mong muốn phải có một cái nhạc trưởng là Tổng cục Du lịch hoặc là những cơ quan ban ngành liên quan ra được những cái chính sách cụ thể thống nhất để mà cho tất cả các cây doanh nghiệp cùng thực hiện không những doanh nghiệp du lịch mà các cái nhà hàng, khách sạn và hàng không để cùng cái 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 chính sách đó để thuyết phục khách hàng trong cái việc họ lùi cái cái ngày để khởi hành lại hoặc có những chính sách hoàn hủy lại một cách đồng bộ trên toàn quốc. Ông Chủ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết các văn bản pháp lý của nhà nước chính là một cái cơ sở quan trọng để giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện chúng ta có thể khắc phục được khó khăn mới đây tổng cục du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn của ngành hiện nay vấn đề hoàn tiền cọc cho khách quỹ tour được đưa ra bàn thảo tuy nhiên hội nghị lại chưa thể thống nhất một chính sách quàng tiền cọc cho khách quỹ tour thời điểm này lý do được đưa ra là việc đặc thù từng đơn vị cung ứng dịch vụ cả hàng không lữ hành khách sạn chỉ cam đoan thực hiện đúng nghĩa vụ quàng tiền cọc cho khách quỹ tour theo cam kết đã ký trong hợp đồng ông nguyễn trùng khánh Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết. Chúng tôi cũng rất là mong muốn và kêu gọi khách du lịch cũng 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 trì hoãn việc hoãn hủy các cái tour của mình hoặc là chọn một cái hình thức nào đó không phải hoãn bằng tiền mà có thể lùi thời gian để đi du lịch vào thời điểm thích hợp. Cái điều đó nó cũng sẽ góp phần làm cho các cái doanh nghiệp du lịch hiện nay nó giảm bớt đi được gánh nặng. Có thể khẳng định, việc quản quỹ tour là việc ngoài ý muốn hơn lúc nào hết. Đây là thời điểm rất cần sự liên kết và chung tay chia sẻ giữa các doanh nghiệp ngành du lịch để cùng nhau vượt qua khó khăn về dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 8 đi qua, con nước từ Thượng Nguồn Mỹ Công đổ về cũng là lúc các tỉnh miền Tây trở nên đẹp lạ thường. Nơi đây như được thay một màu áo mới, ống ánh sắc vàng, phản chiếu lên chiếc gương trời khổng lồ được tạo ra từ nước đến miền Tây vào mùa nước nổi, bạn hãy ghé qua làng nổi Tân Lập và chợ nổi Cái Răng để được hòa mình vào nét văn hóa độc đáo mà chỉ có ở vùng sông nước mới có được nhé. Dường như chợ nổi Cái Răng vào mùa nước nổi ẩn giống một vẻ đẹp tươi tắn hơn, nhộn nhịp hơn khi tấp nập những chuyến tàu ngược xuôi theo con nước. Các ghe xuồng đổ về đây cũng phong phú các sản vật, các loại hàng quá hơn so với những thời điểm khác trong năm. Đối với những người mua bán lên đên sông nước miền Tây, trên chợ nổi cái răng chiếc ghe không chỉ là cửa hàng mà còn là ngôi nhà di động của họ mọi hoạt động buôn bán sinh hoạt của gia đình đều diễn ra trên ghe thế nên chợ nổi không chỉ đơn giản là chợ mà còn là nhà không chỉ là văn hóa chợ mà còn là nét sinh hoạt của bà con miệt sông nước miền tây khi mặt trời còn chưa ló dạng những chiếc ghe chở đầy ắp các món hàng hóa di chuyển ra chợ nổi cái răng dưới cây bẹo treo đầy các loại rau củ nào là khoai lang, bầu, bí, khổ qua, củ sắn, đến những chiếc xuồng con bán chè, bánh, tấp nập trên cả một khúc sông dài gần 1 km. Những chiếc ghe lĩnh kỉnh đồ ăn vật dụng nấu nướng ngược xuôi chào bời mỗi khi thấy một đoàn khách đi qua. Bạn chỉ cần ngồi yên và gọi bất kỳ một chiếc ghe nào đấy là có thể thưởng thức bữa ăn sáng đậm đà hương vị sông nước miền Tây. Giữa mênh mông sông nước, hấp nhanh tô hủ tiếu bún riêu cua nóng hổi hay miếng bánh lá dừa ngọt bùi cùng ly cà phê đắng sẽ là một bữa sáng với những hương vị khiến bạn khó quên. Làng nổi Tân Lập là một vùng nhỏ bé nằm sâu bên trong lòng Đồng Tháp 10, nơi chủ yếu là dùng rừng ngập nước với hệ sinh thái mang đậm vẻ đặc trưng của Đông Nam Bộ. Tràm, sen, súng, lục bình cùng với hệ động vật cò cá phong phú đã tạo nên một làng nổi Tân Lập một mảng màu sắc riêng. Khi mùa nước nổi về, dạng vật thiên nhiên ở đây sinh sôi nảy nở, được thổi hồn bằng một sức sống căng tràn và tươi mới. Rừng tràm bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn và vẻ ưu tịch quan sơ. Ngồi trên những chiếc xuồng ba lá thả mình vào khung cảnh trong lành của làng nổi Tân Lập, bạn sẽ được ngắm nhìn những thảm bèo xanh biếc Xung quanh là những bông súng đang cố dương mình trên mặt nước, những thảm rêu hững hờ trôi đâu đó là tiếng của những chú chim đang ríu rít gọi nhau, cùng với tiếng nước gõ mạng thuyền. Tất cả làm cho cảnh vật ở làng nổi Tân Lập mùa nước nổi trở nên yên bình và tinh khôi đến lạ. Mùa nước nổi An Giang không chỉ có rừng tràm trà sư là thuốc khách du lịch, mà mảnh đất này còn có một bún bình thiên đẹp mê hồn. Bún bình thiên bao gồm hai hồ nước đó là bún lớn và bún nhỏ khi con nước về làm hai hồ nước này hòa làm một, chìm ngập trong biển nước mênh mông. Bốn bình thiên sở hữu những đặc trưng khác với nhiều hồ nước thông thường. Hồ nước trong vắt quanh năm chỉ dâng lên và hạ xuống chứ không chảy. Do mùa nước nổi, khắp hồ phủ kính sen, súng, lục bình, qua cùng những chiếc nhà bè nuôi cá tạo nên một bức tranh nên thơ tràn đầy sức sống. Vào cuối tháng 8 nơi này lại diễn ra lễ hội liên quan gian quá mùa nước nổi. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ của người dân dùng đầu nguồn An Phú, mà còn là sản phẩm độc đáo của du lịch An Giang. Ban ngày thì diễn ra rất nhiều trò chơi như đua thuyền, bơi lội, chống xuồng đua, nâm cá. Về đêm, trên mặt hồ sẽ diễn ra hoạt động văn nghệ tại một sân khấu nổi, mang đậm chất dân gian. Đầm Thị Tường ở Cà Mau được mệnh danh là Biển Hồ giữa Đồng Bằng, bởi hồ có diện tích vô cùng rộng lớn, khung cảnh đầm thị tường không chỉ có nước mà còn có những căn nhà tròi mái lá đơn sơ nằm thưa thớt trên bạc hồ những căn tròi mái lá đơn sơ này chính là nơi sinh sống của nhiều thế hệ ngư dân đánh bắt và nuôi trồng hải sản trên đầm sự xuất hiện của những căn nhà tròi lá này khiến khung cảnh đầm không đơn điệu một màu nước mà trở nên vô cùng sinh động với hình ảnh những ngư dân đánh cá bên tròi đầm thị tường đẹp nhất lãng mạn nhất là vào lúc sáng sớm, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Lúc này cả mặt nước, bầu trời và không gian đầm được phủ một màu vàng quyền ảo. Khung cảnh đầm thị tường mùa nước nổi càng trở nên thơ mộng mê người hơn khi những người ngư dân bắt đầu thức dậy giác chài, giác lưới đi đánh cá. Không khí tĩnh lặng của màn đêm được thay thế bằng tiếng nói, tiếng cười đùa vui vẻ của những ngư dân khi họ bắt được cá lớn. Đứng trước khung cảnh ấy, bỗng chốc người ta thấy mình như nhỏ bé lại. Sổ tay du lịch Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đất nước có nền văn minh rực rỡ thời cổ đại, Hy Lạp gắn liền với những câu chuyện thần thoại, khung cảnh hữu tình, nhiều công trình kiến trúc độc đáo, là điều khiến du khách tò mò về vùng đất được mệnh danh là thần thoại này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đất nước Hy Lạp cổ đại. Xem có điều gì đặc biệt nhé. Thành phố Athens, một trong những thành phố cổ nhất thế giới, là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Hy Lạp. Đến Athens, đồng nghĩa với việc bạn không thể bỏ qua khu di tích lịch sử Acropolis, khám phá các ngôi đền, đặc biệt là ngôi đền cổ nổi tiếng thờ thần Zeus. Dưới thời La Mã, đây được xem là ngôi đền lớn nhất của Hy Lạp, thể hiện lòng tôn kính với vị thần nắm giữ quyền lực, sức mạnh tối cao nhất trong các vị thần Olympus. Đền thờ dài hơn 96 m và cao khoảng 17 m bao gồm 104 trụ cột đá bằng cẩm thạch, mà nhiều người còn gọi bằng cái tên, những cột trụ của thần Zeus. Dẫu chỉ còn là tàn thích, nhưng 15 trụ cột nguyên vẹn sót lại đứng sừng sững giữa trời, đủ khiến bạn phải say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc tinh xảo này. Cổng dòm Harian hay còn được gọi là Khải Hoàng Môn của La Mã, cao khoảng 10 mét và trải qua cuộc chiến không nghỉ với thời gian. Dù không còn giữ được hình dáng ban đầu, nhưng cổng dòm Harian vẫn mang giá trị lịch sử như một cách tưởng nhớ vinh danh vị hoàng đế La Mã Harian bởi những đóng góp của ông cho thành phố Athens. Thành cổ Acropolis hay quần thể đền đài Acropolis là nơi tái hiện rõ nhất về thời gian son của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Doric với nhiều công trình tiêu biểu như đền Athena Nai, đền Parthenon, cổng Prolilae, đền Erythion. Đền Athena Nai tuy khá nhỏ nhưng là một trong những ngôi đền quan trọng bởi nơi đây tôn thờ vị thần sức mạnh và chiến thắng Athena được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Hai mặt trước và sau ngôi đền đều có bốn cột trụ eonic cao lớn chống đỡ mấy dầm. Ngôi đền được đặt ở vị trí rất đẹp trên trên giữa mũi đá, nơi mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh thành Aten. Cũng giống như cách mà nữ thần Athena muốn nhìn thấy thần dân của dụng đất mà bà đang bảo hộ và không thể không nhắc đến thành tựu của kiến trúc Hy Lạp đền Parthenon công trình xây theo lối kiến trúc cột Doric và kiểu Peristeran với 46 cột lớn, mặt chính gồm 8 cột, mặt bên 17 cột, mỗi cột có đường kính 1,9m và cao trung bình 10,4m. Toàn bộ hệ thống cột được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, những đường nét chạm khắc tinh xảo của ngôi đền, như đang kể cho chúng ta về sự ra đời của thần Athena, cuộc tranh chấp giữa thần Athena và Poseidon để giành quyền bảo hộ Athens. Tuy không phải là ngôi đền lớn nhất, nhưng Parthenon tượng trưng cho đỉnh cao nghệ thuật của kiến trúc Hy Lạp thần thoại. Được ví như viên ngọc bích trên biển Aegean, Santorini là lối kiến trúc độc đáo với hai tông màu trắng xanh luôn là điểm đến trong mơ của nhiều du khách. Hai gam màu tưởng chừng như đơn điệu lại hòa hợp đến vô cùng. Bầu trời trong xanh cao lớn, những ngôi nhà sang sát nhau bám chặt mình vào núi, nhìn ra bãi biển êm dịu xanh trong nếu khung cảnh buổi sáng không gần chút mây, biển trời dịu êm như một khúc quan ca chào đón ngày mới, thì cuối ngày khi ánh mặt trời dần buông xuống, Santorini lại như một tác phẩm nghệ thuật. Ngôi làng Oia được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Ngoài sắc trắng và xanh lam đặc trưng của Santorini, thì chút màu gạch non, hồng và be lại khiến Oia vô cùng lịch lãm. Màu rắn chiều phủ lên mái nhà xinh xắn, lan xuống những bức tường Giới hàng hoa giấy quấn quanh rồi chạy dài trên mặt biển. Cả bầu trời duy chỉ màu vàng cam, không gian mênh mông thanh bình khiến người ta sao xuyến mãi, để rồi mang cả bức tranh tuyệt mỹ ấy vào niềm thương nỗi nhớ một khi Lạp thần thoại. Thưa quý vị và các bạn, là đất nước có nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, Hy Lạp là cái nôi của tất cả các văn hóa phương Tây bao gồm cả các nền dân chủ triết học phương Tây. Thế dân hội Olympic, dân học phương Tây, lịch sử, chính trị, những nguyên lý khoa học và toán học thiết yếu. Lịch sử giàu có của Hy Lạp còn bao gồm 17 di sản UNESCO thuộc tóm các nước có nhiều, thuộc tớp các nước có nhiều di sản nhất châu Âu. Tiếng Hy Lạp là tiếng mẹ đẻ và cũng là quốc ngữ. Trải qua bề dày lịch sử, Hy Lạp cũng đã sở hữu rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng các ngôn ngữ thông dụng hiện nay như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức vẫn được học và sử dụng rộng rãi. Hy Lạp là một quốc gia tự do về tôn giáo. Chính thống giáo phương Đông được gia nhập đông nhất với 97% dân số. Tiếp theo là Hồi giáo và Công giáo Roma. Ngoài ra cũng có tinh lành và do Thái giáo. Hy Lạp nói riêng và các quốc gia châu Âu khác nói chung đều có hệ thống giao thông liên kết rất thuận tiện từ các quốc gia lân cận có thể đến hy lạp bằng đường tàu hỏa và đường ô tô từ việt nam các đường bay quốc tế của eth airways qatar airways aeroflot emirates đều có thể đưa bạn đến hà lan với hành trình khá thuận tiện chỉ phải quá cảnh một lần tại đây là sẽ đến được hy lạp khách sạn ở hy lạp rất đa dạng và rải đều từ đất liền ra tận các đảo từ các chuỗi khách sạn sang trọng đến các nhà nghỉ bình dân Ngoài ra ở đây còn có những khu cắm trại lớn và đầy đủ tiện nghi. Đồ ăn ở Hy Lạp thường khá đơn giản, không quá màu mè về các loại sốt, nhưng lại sử dụng gia vị đậm đà và dầu ô liu như thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Ở đây cũng tập hợp rất nhiều các món ăn quốc tế, nên bạn không phải lo đến chuyện không hợp khẩu vị khi được đến với đất nước này. Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề du lịch Guarido hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ekip thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên đề du lịch Guarido tuần sau.